dậy đi chơi nè. Philip tới cái thác nước rồi nè. Thác nước lớn nhất trong lại. Mong về sân ra nhé. Có lạnh không anh? Mặc áo vô cho con không? Philip áo không? Không. Sorry Philip Philip xin nhảy mà. Lấy cái đồng hồ đeo vô cho con nha. Philip đeo đồng hồ đi thác nước hả? Đi waterfall hả? Philip tỉnh ngủ chưa? Manly luôn á. Mấy giờ Philip? Philip có mấy giờ rồi? Philip có mấy giờ rồi con? Hả? Would you go close to the falls twice? That's 7 francs. Yes. 30 minutes with audio guide. You get information about the Rhine fall. You go down the river and close to the falls. That's 11. Or 30 minutes without audio guide for 9. Okay, take the blue one. The blue one? Yes. The 15 minutes. Yeah. Yeah. Next departure is at 1 o'clock. 1 o'clock. Yeah. Okay. Philip ơi, đồng hồ đẹp của con đâu? Đồng hồ Swatch của Philip đâu? Đồng hồ Swatch của Philip à hả? Nó không chạy. Đấy, nó không chạy á, đâu Philip nghe coi nó có tích tắc không? Không có hả? Chưa gắn pin vô hả? Thôi kệ, đeo cho nó đẹp thôi đó. Đeo cho nó đẹp thôi đó. Đi con ơi. Mình tới đây mình đứng ở đây mình coi chút không hay là sao? Ừ. Trời ơi. Thank you.
Hallo. Jawohl, danke euch. Philipp, lên. Cho Philipp từ từ lên. Ba mua kem cho con ăn nha.
lẻ được hả? Ừ, trời không có nắng đâu, có cần đâu.